Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Phân Tích Anime. Anh em có biết tại sao One Piece có tên là One Piece thay vì Vua Hải Tặc hay Bính Trời Lình chưa? Chính là vì tác giả muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kho báu khủng nhất mọi thời đại được Vua Hải Tặc Rocha cùng 500 anh em của mình tìm ra ở Raptel. Nó đương nhiên là một thứ được khao khát nhất thế giới, nhưng vì con đường tìm kiếm quá gian nan và vất vả. Thế vậy, nhiều dân chơi sợ chết đã hạ mục tiêu của mình xuống không làm Vua Hải Tặc nữa mà chỉ cần làm giàu là được. Con đường ấy sẽ dễ dàng hơn nhiều vì trong thế giới rộng lớn có vô vàn kho báu được cất giấu từ biển Đông sang biển Tây, từ biển Tây sang biển Tinh. Trong số đó, tớ đã tìm ra được 7 cái tên có thể xem là vĩ đại nhất. Hôm nay, mời anh em cùng Bí Tư Hoàng đến với top 7 kho báu khổng lồ người người thèm muốn trong One Piece nhé. Đầu video là chương trình quảng cáo, hiện cái shop Wibu Empire của mình nó mới cập nhật thêm nhiều mẫu của Ichigo Blitz, Arkei Gentleman, One Piece, vân vân, đa dạng mẫu mã, đang cô đãi free ship và giảm 10k cho đơn đầu tiên. Nhận hàng anh em có thể kiểm tra hàng trước khi nhận và đổi trả nếu mà không vừa hoặc là bên tớ gửi sai mẫu nhá. Vì nhiều đơn quá ấy, nên đôi khi kiểu nó hay bị nhầm, anh em chớ vội đánh giá 1 sao. Link mua tớ để ngay dưới phần mô tả của video. Đầu tiên, kho báu thuyền trưởng John. John là một tên gọi của một thầy tặc vĩ đại sống như thời của Rocky Sebek. Dù chả có mối liên kết mẹ gì với Johnny Depp, nhưng ông vẫn sở cho mình một kho báu khổng lồ đến mức Buggy phát cuồng. Theo lời chú hề, kho báu thuyền trưởng John là một trong những kho báu vĩ đại nhất thế giới, có thể mang cho người tìm thấy sự giàu có bất tận. Điều đó là dễ hiểu bởi vì sau băng hải tặc Rocks tan rã, John đã liên tục chu du khắp thế giới và thu thập những của cải mà ông cho là quan trọng nhất. Sau cùng, với tính cách vừa tham lam vừa ngu dốt của mình, thằng cha bậm rượu này đã chiếm toàn bộ số kho báu và giấu làm của riêng, dẫn đến việc các thuyền viên bạo động và chỉ còn lại mỗi cái nịt mà thôi. Di sản duy nhất có liên quan đến kho báu vĩ đại này là chiếc còng tay được gọi với cái tên băng tay thuyền trưởng John mà Luffy tìm thấy sau khi đánh bại Moria. Cậu đã đeo nó như một món đồ trang sức góp phần tăng độ BD mà không hay biết rằng đây thực chất là bản đồ kho báu. Cuối cùng, với tư cách là fan bê tông cốt thép, Buggy đã dùng mọi cách xin xỏ đến trao đổi và thành công sở hữu nó. Tuy nhiên hiện tại, chú hề vẫn chưa thực hiện được tham vọng của mình. Tóm lại, kho báu thuyền trưởng John được nhiều người gọi là truyền thuyết. Tuy nhiên sự kiện ông thu thập của cải khắp thế giới là sự thật, cho nên tớ tin chắc rằng đây là kho tàng thực sự. Mong rằng ông đừng có dùng hết số tiền cướp được đi mua rượu xong lại mang rượu đi cất giấu mà thôi. Kho báu ấy kiểu chắc chỉ hợp với một thanh niên đầu xanh nào đấy chứ chả ai thèm. Tôi là tôi chê đó. Tiếp theo, kho báu tàu đắm. Có 3 sự kiện bí ẩn nhất tồn tại trên thế giới này. Đầu tiên là hội những người tin loài bò có thể bay. Thứ hai là bút bi tự nhiên biến mất trong lớp học. Và thứ ba chính là sương mù 7 màu. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên sau hàng chục năm tại khu vực đảo Ruluka. Bất cứ ai bước vào đều mất phương hướng và bị kẹt mãi trong sương mù. Điều đáng nói ở đây là nó bẻ cong cả không gian và thời gian, tạo nên rất nhiều sự kiện chả khác nào bước ra từ cái ngăn bàn của Nobita hết á. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về điều đó mà tập trung vào số kho báu mà Rainbow Mist đang che đậy. Trong suốt thời gian tồn tại của mình, nó đã nuốt trọn rất nhiều tàu, tạo thành một khu vực gọi là nghĩa địa tàu đắm. Tại nơi ấy, vàng bạc đá quý nhiều đếm không xuể, đủ để bạn mua còn mợ nó luôn cái Facebook và xóa nick người yêu cũ. Thậm chí nhá, còn có rất nhiều báu vật cổ, niên đại hàng trăm năm với giá trị liên thành gấp chục lần vàng bạc bình thường. Sương mù cầu vòng xảy ra với tần suất khá là lâu, hàng chục năm một lần, cho nên nhiều người cho rằng cái kho báu tàu đắm này nó chỉ là nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm. Nhưng với những nhà nghiên cứu như Nico Robin, họ luôn tin tưởng 100%. Thậm chí hải tặc Queton còn dành cả tuổi trẻ để chờ đợi sở hữu nó. Đến cuối cùng, dù một lượng kho báu đã được chuyển ra ngoài bằng công nghệ của Hanzo, nhưng đó chỉ là cái móng tay của kho báu tàu đắm, và hàng chục năm nữa chắc chắn sẽ lại có kẻ liều mình vào để tìm cách đổi đời trả nợ World Cup mà thôi. Tiếp đến, lục địa băng. Thủy quân Bất Bảo là một tổ chức quân sự trực thuộc Hoa Quốc do gia tộc Đồn lãnh đạo từ đời này sang đời khác. Bên cạnh sức mạnh nổi tiếng từ Đồn Chin Giao hay Đồn Sai thì kho báu lục địa băng chính là thứ mà nhiều người thèm muốn nhất. Dù tên là Thủy quân Bất Bảo nhưng thực chất gia tộc Đồn là những hải tặc. Qua nhiều đời họ đã thu thập được rất nhiều kho báu và cất giấu bên dưới lục địa băng. Tính đến thời của Đồn Sai, kho tàng này đã được 13 đời xây dựng và bảo vệ. Việc nó được đặt ngay dưới một vùng hoang du khiến nhiều tên hải tặc thèm thuồng và đến cướp. Có lẽ là chúng chưa biết câu mỡ để mà hốp, bởi vì cái lục địa băng này nó dày hàng chục mét và lại còn vô cùng cứng cáp. Các công nghệ bình thường không bao giờ có thể mở được. Trên thế giới chỉ có một thứ duy nhất đến được kho báu, chính là haki vũ trang đặc biệt của gia tộc Đồn, được truyền từ đời này sang đời khác. Mình gọi là đặc biệt bởi vì nếu so với Gap hay các nhân vật lớn khác, haki vũ trang của dòng tộc Đôn không thể sánh bằng. Nhưng nếu phải sao bằng một cách nào đó chỉ có họ mới có thể mở được mà thôi ấy. Xét về trữ lượng, đó là một trong những kho tàng vàng lớn nhất từng được nhìn thấy trong One Piece. Ánh kim của nó trói lọi cả một vùng bằng đến mức mà không thể thấy được cái điểm cuối luôn. Ở vị trí tiếp theo, thành phố vàng Sandora. Từ lâu về trước, nhà thám hiểm Nolan nhận gia đình, bỏ nhà đi bụi khắp nơi. Sau hàng trăm cuộc hành trình, cuối cùng ông đã đặt chân lên đảo Chaya. Thứ đầu tiên đập ngay vào mắt là một thành phố rộng lớn được xây dựng hoàn toàn bằng vàng với tên gọi Sandora. Sau vài ngày bay lắc cùng các dân chơi bộ lạc, Nolan trở về quê hương đem mọi chuyện trình bày với nhà vua khiến cả hoàng tộc xôn xao lên đường đi tìm vàng. Khi đến nơi, thành phố vàng đâu thì éo thấy mà tộc người nơi đây cũng biệt tăm. Nolan bị gán tội bốc phét, lừa dối nhà vua và phán tử hình. Câu chuyện về thành phố vàng cũng bị coi là chuyện cổ tích dùng để lừa mấy đứa còn nít. Nhưng Nolan không phải là thanh niên bốc phét anh em ạ, thành phố vàng thật sự có tồn tại. Có điều nó đã bị đẩy lên trời mà thôi. Sau khi tìm lại thành phố vàng và giúp người dân bản địa đá đít Enel, chưa kịp để họ cảm ơn một tiếng, Luffy đã nổi máu BOBG lút vài túi vàng trốn về Blue Sea mà không hề biết rằng vốn dĩ cậu sẽ được tặng cả một cây cột bằng vàng. Khi quy đổi ra tiền Berry, 3 túi vàng nho nhỏ mà cả nhóm lút được đáng giá 300 triệu, như sức một con tàu hạng sang bằng gỗ Adam. Vậy, thử tưởng tượng nếu ngày ấy lù mang cả một cây cột vàng thì sẽ ra sao? Có khi mua được cả cái đầu của Kaido luôn đấy chứ, khỏi đánh đấm làm gì cho nó bất công. Ở vị trí thứ 5, nhà kho của các tứ hoàng. Đối với những kho báu vô chủ, việc tìm ra nó là cực kỳ khó khăn nhưng sẽ ít gặp nguy hiểm. Còn với nhà kho của tứ hoàng thì ngược lại, ai ai cũng biết nó nằm ở đâu nhưng lại không dám bước vào. Tính đến hiện nay chỉ mỗi mình Râu Trắng được đề cập đến việc dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được gửi về quê hương. Cho nên đến những năm cuối đời thì ông vẫn khá là nghèo, còn những tứ hoàng còn lại đa số đều giữ của cải cho riêng mình. Đối với Big Mom, bà có một nhà kho siêu bự cất giấu vô số kho báu. Nó có thể đến từ việc cướp bóc, lợi nhuận thế giới ngầm và cống phẩm từ những vùng đất được bảo hộ. Chỉ riêng sự kiện thiếu kẹo ở đảo Người Cá thôi là vài bao tải rồi anh em ạ. Đối với Kaido, ông có 20 năm ban phát dân chủ cho Wano Quốc, kiếm vô số lợi nhuận từ thế giới ngầm và SMILE. Dù không đặt bảo hộ ở những nơi khác nhưng tài sản vẫn cứ là Elon Musk. Hiện nay, khi băng hải tặc Bách Thú đã bị đánh bại, số kho báu của Kaido đủ sức khôi phục kinh tế Wano Quốc sau 20 năm thụt lùi. Chắc là cả 100 tỷ berry chứ chả chơi đâu anh em ạ. Đối với những tứ hoàng khác, Râu Đen chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã thâu tóm toàn bộ lãnh địa của bố già. Với cái thói mất dạy thì trong bụng mẹ, nghĩ bằng đầu gối cứ biết tên này sẽ thu phí bảo kê khá là lớn. Không tin, anh em có thể so sánh hình tượng của hắn trước và sau time skip ấy, đeo vàng bạc nhiều mẹ nặng hết cả cổ luôn. Cuối cùng, đối với hai chú cháu Luffy và Shank tóc đỏ, họ là những tứ hoàng tốt bụng. Tính đến nay vẫn chưa thu phí bảo kê bất kỳ nơi nào, nhưng theo tới nhận thấy, Shank có lẽ vẫn sở hữu một kho tàng khổng lồ, không như thằng lù nhà ta có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Thậm chí, kho báu của tóc đỏ xấu không phải chỉ đơn thuần là vàng bạc đá quý mà còn có thể là trá quỷ. Bởi vì đến cả Gomu Gomu thuộc chính phủ anh còn dám cướp thì lẽ nào mấy thằng ranh khác mà anh không cướp được đúng không? Chỉ tội mỗi thằng tứ hoàng Buggy, có tiếng mà không có miếng, vừa giàu được có một vài năm thì giờ lại trở thành con rối trong tay Mihawk và Crocodile. Mũi đỏ mà số đèn quá anh em à. Ở vị trí cái cuối, để giúp video hôm nay trở nên phong phú, đa dạng sinh học hơn, chúng ta sẽ cho thêm một kho báu siêu quý giá được đề cập trong ngoại truyện Trái Tim Vàng, mang tên Prugon, Việt hóa là vàng nổi, vàng nguyên chất. Đây không phải là một kho tàng khổng lồ, cũng chả phải là một khu mỏ trữ lượng cao, mà thực chất vàng nguyên chất chỉ là một quả cầu nhỏ bằng vàng mà thôi. Nghe cứ thấy nó phèn phèn đều nào nhỉ? Ấy anh em từ từ, đó là do anh em chưa biết khả năng của nó thôi. Khả năng của cái vàng nguyên chất này á, nó giúp ngăn chặn quá trình lão hóa mang đến cho người dùng sự bất lão. Điều đáng nói hơn là sự bất lão ở đây bao gồm cả kháng độc này, kháng bệnh. Và mỗi mảnh nhỏ của quả cầu này dù chỉ bằng cái móng vuốt tay cũng sở hữu sức mạnh tương đương. Để mà so sánh thì việc sở hữu vàng nguyên chất để bất tử hay bất lão sẽ dễ dàng và hợp lý hơn rất nhiều so với việc bắt một người ăn trái OP làm điều đó. Cho nên ai ai cũng đều muốn truy tìm, dù là cướp biển, cướp cạn hay bọn cướp đội lốt quý tộc thế giới. Nếu anh em là một người chơi hệ không cần bất tử thì cũng đừng vội, và nguyên chất có giá trị cao nhất trong toàn bộ những gì từng đề cập trong thế giới One Piece. Gói gọn cho một câu duy nhất, người xấu vàng nguyên chất có thể mua được cả thế giới. Nghe chả khác gì One Piece luôn đúng không nào? Cơ mà anh em nghe xong có ý định bỏ nghề đi tìm cái vàng mini này thì khuyên thật là bỏ đi mà làm người nhá. Trừ khi mọi người không sợ một con cá lông đen vừa xấu vừa to như một cái hòn đảo đánh nổi mà. Và cuối cùng là một kho báu chưa được xác nhận mà chỉ là giả thuyết của tớ thôi nhá. Đối với một tứ hoàng, họ có thể giấu hàng chục, hàng trăm tỷ berry, đủ sức chi phối cả một phần thế giới chỉ trong vòng 20-30 năm thống trị, chưa kể phạm vi hoạt động cũng chỉ là một phần toàn thế giới. Còn chính phủ thế giới, hay nói đúng hơn là Thiên Long Nhân, cùng thống trị toàn bộ thế giới trong 800 năm, thỏa sức bóc lột cướp bóc mà không phải nhận bất kỳ sự phản kháng nào, thì số kho báu còn lên đến con số bao nhiêu? Trong quá khứ, theo Đầu Trắng, vì đảo nhân sư không đủ tiền cống nạp cho nên không nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền. Số tiền đó lên đến hàng trăm tỷ berry, và anh em cứ thử nhân với 100 quốc gia xem, đọc méo mồm mẹ luôn. Ngoài vàng bạc ra, kho báu lãnh địa của bọn Thiên Long Nhân rất có thể còn ẩn chứa luôn cả những kỳ chân dị bảo trên thế giới này, bởi vì chúng đâu có mất tiền mua, thích cái nào thì lấy cái đó thôi. Chưa hết đâu, đặc biệt hơn nữa, vương quốc cổ đại 800 năm trước phát triển và thịnh vượng hơn thành phố vàng Sandora rất là nhiều. Vì vậy, chẳng lẽ sau trận sứt đầu mẻ chán, kẻ thắng cuộc lại không vơ vét đúng không nào? Tóm lại, tôi nghĩ rằng, dù One Piece là kho báu vĩ đại tạo nên cả thời đại hải tặc, nhưng kho báu của bọn Thiên Long Nhân vơ vét 800 năm qua mới thực sự có giá trị lớn nhất về cái tiền mặt đấy, đủ sức vực dậy cả thế giới một khi quân cách mạng thành công đảo chính. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu 7 kho tàng lớn nhất trong One Piece. Dĩ nhiên có một vài cái nó đã được xác nhận và một vài cái ta đưa ra suy đoán giả thuyết như là cái kho báu lãnh địa. Anh em thì anh em thích cái kho báu nào nhất và ấn tượng với cái mức đồ sộ của kho báu nào nhất thì hãy comment phía dưới nhé. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Nhớ like, subscribe cũng như nhấn vào nút chuông nhỏ nha. Bye bye.